Hi, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh Crypto Arab, kênh chuyên làm những dự án crypto MMO à. Và nếu bạn nào chưa đăng ký kênh, hãy bấm chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất mà mình chia sẻ trong kênh ạ. Sau video hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người về dự án One Bull Financy ạ. Trước tiên về sự kiện Arab này, mình sẽ nói sơ về dự án này ạ. One Bull Financy là một giao thức thị trường tiền tệ phi tập trung ạ. Được xây dựng trên chuỗi Ethereum về Binance Smart Chain ạ. Rồi, OneWall sẽ thiết lập thị trường tiền tệ để cho vay và đi vay ạ. À. Về tổng hợp lợi nhuận của các token như cung cấp thanh khoản LP ạ. À. Về các tài sản kỹ thuật độc lập khác ạ. À. Rồi, thêm dây về dự án này, mọi người sẽ ăn chia 20.000 token ạ. OneWall ạ. Rồi, cho anh cho những người 10.000 một OneWall. Nhìn cho những người chấp nhận đầu tiên ạ, à. Những người tham gia đầu tiên ạ. À. Mình vẫn chưa biết là số lượng bao nhiêu người dùng đây ạ, à. Nó sẽ ăn chia bao nhiêu người ạ. À. Rồi những người tham gia thành công về chia sẻ 10.000 OneBull này là trên mạng Ethereum này. Về 10.000 OneBull trên mạng Binance Smart Chain ạ. À. Và dự kiến dự án này sẽ ra mắt vào ngày 8 tháng 10 ạ. Rồi sau đó mọi người tiến hành làm nhiệm vụ của dự án ạ. Đầu tiên là mọi người nhập địa chỉ email của mình ạ. Rồi sau đó mọi người tiến hành nhập tên của mình ạ. Hạ tên đầy đủ ạ. Rồi sau đó mọi người tiến hành theo dõi dự án trên Twitter ạ. Rồi sau đó mọi người retweet lại bài post của dự án ạ. Mọi người gắn thẻ cho mình bè bạn bè luôn ạ. Rồi sau đó mọi người làm một bài post tiếp theo của dự án, nó yêu cầu mọi người làm tiếp tục giống như bài post lúc ban đầu mình dự án review ạ. Rồi cũng gắn thẻ bạn bè cho mình ạ. Rồi sau đó mọi người tiến hành tham gia Soul Group và Channel của dự án trên Telegram ạ. Rồi mọi người nhớ click vào I am not a boss ạ, để mình xác nhận về nhóm ạ. Rồi sau đó mọi người nhập địa chỉ ví ERC20 của mình ạ. Mọi người có thể dùng ví MetaMask hoặc Chat Wallet ạ. Rồi sau đó mọi người nhập địa chỉ ví BEP20 của mình ạ. Rồi sau đó mọi người nhập lại địa chỉ email của mình ạ. Rồi sau đó mọi người nhập username Twitter của mình. Để lấy username Twitter mọi người về trang cá nhân.
Rồi sau đó mọi người copy dòng chữ có dấu hay không, kèm dấu hay không vậy mà luôn ạ. Rồi sau đó mọi người gửi link mình để review hai bài post của dự án ạ. Mọi người gửi hai link luôn ạ. Rồi sau đó mọi người gửi nhập username Telegram bên ạ. Rồi sau đó mọi người click vào ô tít ạ. Rồi người bạn cho tôi bạn xem và câu trả lời ạ. Rồi mọi người kiểm tra lại tất cả thông tin của mình ạ. Rồi sau đó mọi người click vào gửi ạ. Mô hình tiến hành giảm bài cấp tre ạ. Rồi, video của mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo. Mọi người nhớ like và share để ủng hộ kênh mình ạ. Cảm ơn mọi người ạ.